Dạ. Là tôi mà, là tôi cứu ông Mạnh mà. Nếu như năm đó không nhờ có tôi thì má con chị ta bây giờ có được dền dang như vậy không? Tại sao họ không biết điều với tôi chứ? Tôi khổ vậy nè. Thân cô thế cô, tôi phải làm gì bây giờ đây? Bà nhỏ, tôi có thể giúp được bà. Mình cần hắn ta đứng về phía mình để đối phó với bà Liễu. Đúng là không có con vợ nhỏ nào chịu yên phận. Bữa nay mình phải nhắc cho cô ta nhớ, vị trí của cô ta luôn luôn ở dưới mình. Cho tôi biết đi, có phải là tôi không có đủ đẹp cho nên chồng tôi mới lạnh nhạt với tôi như vậy hả chú? Bà nhỏ, bà đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Bà đẹp, bà đẹp lắm. Không có người đàn ông nào nhìn thấy bà mà không rung động hết. Chỉ tại ông chủ quá nể sợ bà lớn thôi. Chú Tĩnh, bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi chỉ muốn có tình yêu của chồng thôi. Tôi phải làm gì hả chú? Đừng có khóc nữa. Bà không làm tôi đau lòng lắm, bà biết không? Má con tôi cũng là vợ con của ông mà. Tại sao chị ta không cho tôi về sống chung chứ? Đáng lý ra chị ta phải biết ơn tôi và đối xử tốt với tôi kìa. Bà nhỏ, chỉ vì bà trẻ, bà đẹp hơn bà ấy, bà ấy sợ đem bà về ông chủ sẽ mê mệt mà. Mà bỏ mẹ con bà ấy thì sao? Bà nhỏ, bà đẹp lắm, bà xứng đáng được yêu thương và chiều chuộng mà. Bắt quả tang rồi nha. Chị Lâm, đúng là con đàn bà năng loạn trắc nết. Chị ơi, tôi tớ phản phúc. Chị ơi, chị đừng có hiểu lầm mọi chuyện không bà. Chị ơi, một người là vợ bé, một người là thân tín của chồng tôi, vậy mà trốn ở đây mèo mã gà đồng. Được rồi, tôi sẽ kêu anh Mạnh đến đây không. Đứng ra giải quyết chuyện này, để coi anh còn bảo bọc má con cô nữa hay không, hay chính cô là người bị tống cổ ra khỏi căn nhà này. Không chị, chị ơi, chị ơi, tin chị mà chị. Chú Tịnh ơi, chú ơi, bây giờ làm sao đây chú? Không xong rồi, chú sợ ông chủ cũng biết mà. Nhưng mà tôi với chú đâu có chuyện gì đâu, tôi cũng đâu có làm gì sai với chồng của tôi hết. Nhưng mà ai tin chúng ta trong sạch đây? Mà cái người chứng kiến này là bà lớn nữa.
chắc chắn là bà ta sẽ lợi dụng cái chuyện này để tống cổ má con bà ra khỏi nhà đó. Không, không được, má con tôi không thể bị đuổi đâu. Chú ơi, làm gì đi chú? Chú. Bà nhỏ, bình tĩnh đi, bình tĩnh. Tôi xin lỗi bà, tất cả là lỗi của tôi. Bây giờ bà muốn cái gì, bà muốn tôi làm cái gì tôi cũng làm hết. Chú chạy theo chị lớn đi, chạy theo nói cho chị hiểu đi chú. Đi đi chú, nhanh lên. Bà yên tâm. Chú đi đi. Dạ. Tham vọng giàu sang, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.